Trong Tam Quốc, ngoài các mưu sĩ, quân sư, các võ tướng được coi là lực lượng quan trọng, đóng vai trò quyết định trong nhiều trận đấu giữa ba thế lực mạnh nhất là Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Nhiều võ tướng đương thời có nhiều đóng góp, được coi là công thần khai quốc như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân. Trong số họ, có một võ tướng đặc biệt dám đơn thương độc mã lao vào vòng vây, đại phá quân Tào để cứu sống người thân của quân chủ. Người này chính là Triệu Vân. Triệu Vân là tướng văn võ song toàn hiếm có trong Tam Quốc. Theo ghi chép trong sử sách, Triệu Vân được mô tả là vị tướng võ nghệ dũng mãnh, văn võ song toàn, có mưu lược và hết lòng tận trung vì nước. Ông được coi là công thần khai quốc của nhà Thục Hán. Năm 208, Tào Tháo mang quân tới đánh chiếm Kinh Châu. Lưu bị giao tranh với đại quân Tào ở Đương Dương, Trường Bản bị thua nên phải bỏ chạy về phía nam. Lưu bị thua chạy tan tác đến nỗi vợ con bị quân Tào bắt được. Trong lúc Lưu bị tháo chạy về phía nam, Triệu Vân một mình một ngựa tự xông vào trận địa của quân Tào để tìm gia quyến của vị quân chủ này. Theo mô tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Triệu Vân uy dũng vô song, ôm theo A Đầu, con trai Lưu Bị, đơn thương độc mã liều mình xông pha trong đám quân của Tào Tháo, dễ dàng đâm chết nhiều tướng Tào. Triệu Vân đột kích phá vòng vây của đại quân Tào, cứu được A Đầu, con trai Lưu Bị trong trận Trường Bản. Sự dũng mãnh và khả năng chiến đấu của Triệu Vân khiến ngay cả Tào Tháo cũng phải kinh ngạc và khen ngợi rằng thật là một hổ tướng. Cuối cùng, Triệu Vân thành công giải cứu được A Đầu, lập chiến tích gây chấn động thiên hạ lúc bấy giờ. Vậy, câu hỏi đặt ra rằng, nếu Trương Phi thay thế Triệu Vân lao vào phá vòng vây của quân Tào, liệu mãnh tướng này có thể cứu A Đầu thành công hay không? Ngay khi tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu cùng tinh thần hết mình vì chủ của Triệu Vân, Tào Tháo quý trọng nhân tài nên ra lệnh cho binh sĩ chỉ được bắt sống mà không được bắn tên. Vị quân chủ họ Tào nhìn ra Triệu Vân là một nhân tài hiếm có trên đời nên muốn bắt sống để chiêu mộ. Triệu Vân có võ nghệ cao và khả năng chiến đấu tuyệt vời. Chính nhờ mệnh lệnh của Tào Tháo nên một phần giúp Triệu Vân cứu được A Đầu an toàn, thực hiện chiến tích độc nhất vô nhị thời Tam Quốc. Nhiều người cho rằng nếu Trương Phi thay thế Triệu Vân đi cứu A Đầu thì khó có thể thoát khỏi trận địa vòng vây ở Trường Bản. Bởi Tào Tháo sớm biết Trương Phi là thân tín của Lưu Bị nên nhất định sẽ ra lệnh cho thuộc hạ bắn tên. Tuy nhiên, Tào Tháo đã sớm có đáp án về việc Trương Phi có đột kích phá được vòng vây ở Trường Bản và giải cứu A Đầu hay không. Trương Phi là một trong số ít người dám cả gan đơn đấu với lão bố. Trước trận Trường Bản, Trương Phi nổi danh trong thiên hạ khi liều lĩnh đơn đấu với lão bố, danh tướng được xưng tụng là chiến thần, võ nghệ thuộc hàng vô địch thiên hạ. Đây là điều mà không nhiều võ tướng đương thời có thể làm được. Ngoài ra, ngay trong trận Trường Bản, sau khi Lưu Bị thất bại phải rút về phía nam, chính Trương Phi là người một mình một ngựa, tay cầm xá mâu đứng ở đầu cầu Trường Bản để chặn hậu. Trương Phi hùng dũng hét lớn khiến quân Tào không dám tiến bước, buộc phải lui quân. Trong đại quân Tào khi đó, có tới 9 mãnh tướng hàng đầu của Tào Tháo. Tuy nhiên, không ai dám xông lên giao chiến với Trương Phi vì lo ngại có mai phục ở phía sau. Tào Tháo khi đó lại nhớ lại lời Quan Vũ từng nói về khả năng của Trương Phi nên càng không dám manh động và cuối cùng ra lệnh rút quân. Cụ thể, Tào Tháo nói với các binh sĩ rằng, ta mới nhớ tới lời Vân Trưng đã từng nói về khả năng của Trương Phi.